Chào quý anh chị nhé, tôi là Tĩnh, tôi đang tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Ở đây là một con xe qua sử dụng, đợt trước em đã quay video giới thiệu cho anh chị rồi, nhưng mà chưa có khách hàng nào mua thì ngày hôm nay em sẽ quay lại giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này và sẽ giảm giá thêm cho anh chị nhé. Đợt trước em rao bán với mức giá là 518 triệu, thì đợt này em sẽ giảm cho anh chị 9 triệu là còn 509 triệu. Mức giá này bên em sẽ bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Và vẫn sẽ bớt lọc lá cho anh chị nữa. Anh chị quan tâm sau khi xem hết video này cứ alo cho em nhé. Đây là một chiếc Nissan Almera, một sản phẩm được nhập Thái nguyên chiếc đến từ thương hiệu Nissan của Nhật Bản nha anh chị. Và chiếc xe này á, nó phải gọi là khá là toàn diện ở trong phân khúc này so với cái mức giá loanh quanh 500 triệu thì anh chị sẽ được một con xe như thế nào, hãy cùng em xem hết video này nhé. Đầu tiên là anh chị nhìn thấy cái nước sơn màu xám hay gọi là xám lông chuột. Một cái màu sơn nhìn cái xe nó rất là cứng chắc anh chị ha. Điểm thứ hai nữa là đây là anh chị nhìn từ bên hông, anh chị thấy cái xe nó khá là trường, khá là dài ha. Sedan hạng B nhưng mà nhìn nó có vẻ như giống một con sedan hạng C luôn đó anh chị, bởi vì nó dài. Và đây là con sedan hạng B, theo em nhớ không lầm là có chiều dài trục cơ sở từ tâm bánh trước tới tâm bánh sau nó dài nhất. Có nghĩa là con xe này có cái không gian bên trong xe thuộc hàng rộng rãi nhất. Thì vậy sẽ giúp cho anh chị chúng ta có không gian bên trong cực kỳ thoải mái. Thêm một cái điểm nữa là con xe này nó thừa hưởng một cái khả năng vận hành cũng cực kỳ tốt luôn. Nó sở hữu một cái động cơ chỉ có 1.0 lít tăng áp kết hợp với hộp số CVT. Thì con xe này có cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là ấn tượng. Anh chị hãy xem cái tem tiêu hao nhiên liệu đây. Đây, nếu anh chị đi đường trường dưới 5 lít, trung bình có 5 lít 3 thôi. Và hỗn hợp là 6 lít 3 thì đây là một mức tiêu hao nhiên liệu dành cho một con sedan hạng B có thuộc dạng là tốt nhất phân khúc đến anh chị. Và nếu như anh chị chê yếu thì cái đó là anh chị chưa trải nghiệm đâu. Khi mà anh chị trải nghiệm xong rồi chúng ta hãy kết luận câu đấy. Nó sử dụng động cơ 1.0 tăng áp, tức khi mà động cơ turbo nó hoạt động á, anh chị thốc ga nó vẫn có cảm giác rất là phấn khích. Đấy, thì đây là một con xe mà nó vừa tiết kiệm nhiên liệu và vừa đủ mang lại cho chúng ta những cảm giác lái thuộc dạng là phấn khích ở trong phân khúc này. Trong phân khúc này thôi nha anh chị. Còn nếu anh chị đòi hỏi một con xe động cơ thật sự là mạnh mẽ, vượt trội ở tầm hạng B nhưng mà phải chạy như những con xe 700-800 triệu thì không có đâu anh chị. Ta phải đặt nó vô một cái tầm giá nó phù hợp. Đó. Cái điểm tiếp theo nữa là con xe này á, nó có độ tin cậy rất cao. Trước đây em bán Nissan là những sản phẩm của Nissan á, thì có thể là nó không màu mè về mặt option nhưng mà nó rất bền và rất ít hỏng vặt anh chị. Đó là một cái điều mà tất cả những sản phẩm Nissan đều có, thì con xe này nó cũng vậy. Điểm tiếp theo này em giới thiệu cho anh chị là xét về mặt trang bị an toàn thì đây là một trong những con sedan hạng B mà dồi dào nhất ta sẽ có nè. 6 túi khí nè anh chị. Nó sẽ có camera 360 nguyên zin theo xe nha. Và nó có cảnh báo điểm mù trên gương nè. Ngoài ra những tính năng như là hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống báo cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, là những tính năng đó là nó đã có sẵn rồi anh chị. Thì đây là một trong những con xe sedan hạng B mà nguyên zin nó được trang bị sẵn camera 360. Đó là một option mà gọi rất là dư giả trong cái tầm tiền này luôn đó anh chị. Đấy là một số những cái điểm mà em liệt kê ra, khi anh chị bỏ ra hơn 500 triệu chút xíu ta sở hữu con xe này, ta sẽ được những thứ như vậy. Và nếu như anh chị cần hỗ trợ trả góp thì bên em sẽ liên kết với tất cả các ngân hàng để hỗ trợ cho anh chị. Tầm tiền con này thì anh chị trả trước chắc khoảng loanh quanh 200 triệu là lấy được con xe này. Còn lại bên em hỗ trợ về thủ tục ngân hàng cho anh chị ha. Anh chị có thể đến đây chúng ta trải nghiệm lái thử con xe này, có thể dẫn bạn bè thợ thầy kiểm tra xe thoải mái nha. Và chắc chắn với anh chị luôn là động cơ, hộp số, khung gầm, keo chỉ nguyên bản nguyên zin. Còn khi giao xe thì trước khi đó là tụi em đã kiểm tra, thay lọc, thay nhớt, bảo dưỡng cho anh chị hết rồi, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm mua về là chúng ta sử dụng thôi. Và tụi em còn làm đẹp xe nữa. Đấy, bây giờ em sẽ lượn một vòng về nội thất cho anh chị xem nè. Đấy, con xe này chạy 2 vạn nha. Đời 2023 nhập Thái. Đi 2 vạn. Anh chị xem cái ghế da zin của nó nè. Gần như là nó không nhăn bao nhiêu luôn anh chị, rất là mới. Và đối với dòng này nó có một cái tính năng rất là hay mà trang bị ở hai ghế phía trước, đó là ghế lái không trọng lực. Đây là một cái công nghệ rất là hay nha. Khi mà anh chị đi lâu á, ngồi trên cái ghế này nè, nó sẽ giảm cái hiện tượng mà bị tắc nghẽn lưu thông máu ở phía sau lưng á. Tức có nghĩa là khi anh chị ngồi trên cái ghế này, nó sẽ giúp cái hiện tượng lưu thông máu phía sau lưng rất là tốt, thì chúng ta sẽ đỡ mệt mỏi hơn khi đi những cái hành trình dài. Vô lăng thì thiết kế theo dạng đế kết thể thao nè anh chị, nhìn cũng rất là dễ thương. Vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng, nam nữ đều đi thoải mái hết. Tiếc là nó không có ga tự động thôi anh chị, nhưng bù lại nó có camera 360, nó có cảnh báo điểm mù cho anh chị. Âm thanh nghe cũng khá ổn.
Đây là màn hình táp lô ha, nó kết hợp giữa kỹ thuật số và đồng hồ cơ. Đây là màn hình zin theo xe 8 inch vừa có cảm ứng, tích hợp camera 360 luôn. Phần này làm da nè anh chị, da nguyên zin nha. Trên này là nhựa thôi. Còn khu vực dưới này nó sẽ có là điều hòa tự động một vùng, rồi các cái cổng sạc cơ bản để start top, cần số của hộp số vô cấp CVT, phanh tay cơ ha. Đây là ghế phụ. Để anh chị nhìn cũng rất là tươm tất anh chị ạ. Và ở đây là tụi em chỉ có vệ sinh sơ và chưa có làm cái gì hết nha. Tụi em để thô như này, anh chị đến xem cần tụi em dọn dẹp làm cái gì đó thì tụi em sẽ làm tiếp cho anh chị. Cái giao xe nó sẽ chỉnh chu. Các cái bọc ni lông ở trên cái này là còn chưa tháo nè anh chị. Đây là cái gương zin theo xe này, tràn viền nhìn rất là đẹp ha. Và có sẵn camera hành trình ở đây nè, dán phim. Những cái này là có sẵn theo xe luôn. Thì anh chị mua xe là anh chị không cần phải trang bị thêm mấy cái đấy, không cần phải tốn tiền nâng cấp phụ kiện nữa. Này. Đây có đèn tự động nè anh chị. Nhưng mà gạt mưa chỉnh cơ ha. Anh chị nhìn cái xe này phần trước nè, nó cái kính nó sẽ vuốt chéo lên như này. Nó thiết kế này rất là khí động học luôn. Nó giảm cái lực cản gió. Cho nên là khi lưu thông á, nó cái việc mà giảm lực cản gió thì nó giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc nó bớt độ ồn luôn đó anh chị. Đó, thiết kế rất là hay ha. Phía sau nữa vậy, nó vuốt rất là đẹp cho nên nhìn bên hông nó rất là trường. Mâm con này thì là mâm sơn thôi, nó là bản cao cấp nhất là mâm sơn. Anh chị có thể thích thì có thể phay một lớp đi, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và nếu được thì anh chị có thể trang bị luôn cái cảm biến xúc lốp, nó cũng là một cái trang bị rất là cần thiết. Hàng sau này anh chị rộng rãi ha, xe đang hạng B nhưng mà hàng sau có thể rộng gần bằng một con xe hạng C luôn đó anh chị. Ghế da zin hết, có ba tựa đầu nè, dây đai 3 điểm hết anh chị. Nó không có cổng sạc cổng cửa gió phía sau nha, vẫn có cổng sạc ngay kia nhưng mà không có điều hòa phía sau, không có cổng gió phía sau. Thì đối với một con xe như thế này á, mà đặc biệt là của Nissan nữa, thì cái điều hòa nó cực kỳ tốt, anh chị cứ đến trải nghiệm nha. Rộng rãi ha. Đèn thì trước sau là công nghệ LED hết rồi anh chị, cốp rộng lắm. Con này cái cốp và cái khoang bên cabin người lái là nó không có liên thông với nhau nha, nó sẽ tách biệt với nhau. Phần này có sấy luôn nè anh chị. Đấy. Thì mặt bằng chung anh chị nhìn thấy con xe này nó khá thấp ha. Nhưng mà khoảng sáng gầm nó không phải là thấp đâu anh chị, 160mm cũng là một trong những con xe mà có cái khoảng sáng gầm cao nhất phân khúc đấy anh chị. Camera 360 zin nè, chỉnh điện gập điện hết. Rất nhiều tính năng. Đèn công nghệ LED nè, LED chóa phản xạ. Rồi đèn sương mù nè anh chị. Nó sẽ có camera 360 nằm ở đây nè. Đây. Mấy anh chị có thấy không đây? Nguyên zin đấy. Đây là những gì em chia sẻ cho anh chị về con xe này. Một chiếc sedan hạng B. Qua sử dụng rất đáng đồng tiền. Anh chị cần em hỗ trợ tư vấn thì alo cho em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.